Thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đến dự. Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Công an tỉnh An Giang nói riêng. Các chị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến trên mọi lĩnh vực công tác, đóng góp không nhỏ cho thành tích chung của lực lượng công an tỉnh nhà. Gửi lời thăm hỏi ân cần cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng sâu sắc rằng với bản lĩnh anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, phụ nữ công an tỉnh vững tin tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được xem video clip ôn lại truyền thống lịch sử hình thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, tiến trình phát triển của Hội Phụ nữ Công an tỉnh qua các thời kỳ, nhận quà và quà chúc mừng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, dùng tiệc thân mật và tham gia nhiều trò chơi có thưởng. Dịp này, ban tổ chức đã trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phát động phong trào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.